tránh xa các dây điện bị rơi. Chỉ nhìn bên ngoài, bạn không thể biết được dây còn truyền điện hay không. Không được thử di rời dây điện, kể cả bằng cán chổi hay thanh gỗ 2x4. Có thể phải đợi một lúc, đội thợ điện mới đến để xử lý các đường dây bị rơi này. Trong trường hợp đó, chuyên gia từ công ty điện khuyến cáo nên tạo lằn ranh xung quanh đường dây điện bị rơi bằng cách trăng dây thừng ít nhất 30 feet về mọi hướng. Việc này sẽ giúp ngăn hàng xóm vô tình chạm vào dây điện.